Chào cả nhà mình luôn nha. Bữa nay mình tiếp tục thăm bẫy cả nhà. Nay đi có em nó thằng Tuấn Chào nha. săn bắt săn bắt gì? Xong Tướng Nguyễn săn bắt. Tuấn Nguyễn săn bắt hả? Hôm nay đi đi em nó xuống đi giao lưu nha cả nhà. Thì ở sớm mua bánh đem theo ăn nữa nè. Gầu sức không? Nay luồng bẫy này mình thăm có 10 16 cái nha cả nhà. Đó 16 cái mình đem đủ 16 bịch lúa luôn. Đó. Rồi hai cái lợp xi cua với chuột máy dưới nha cả nhà. Thì giờ mình vô cũng tới bẫy rồi, để mình quay lại cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà xem thấy hay thú vị á, cả nhà đăng ký kênh ủng hộ anh em mình với nhau cả nhà. Mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Giờ mời cả nhà trải nghiệm theo chân anh em mình thăm bẫy gắn hôm nay như thế nào nha. Rồi đây mình có cái bẫy nha cả nhà. Cầu này đi ớn. Lúa chín vàng hết à. Rồi để tới bẫy mình quay lại cho cả nhà mình xem nha. Bẫy còn tuốt ở đẳng xa lắm cả nhà. Rồi tới bẫy luôn cả nhà. Ủa hỏi mình đặt ngay đâu quên rồi ta. Không nhớ luôn. Không qua chỗ này. Tuốt đây nè cả nhà. Rồi, mấy cái này mình mới đặt rồi nha. Lùng bẫy này lùng bẫy mới. 16 cái này hay như thế nào rồi. Cả nhà đón xem nha. Vẫn có người. Đây cái bẫy đây. Ui rồi. Đây có cực hay gì đây. Trời ơi mới vô hổ ngựa. Mới vô dính hổ ngựa cả nhà ơi. Này đặt vô liền luôn, ỉa cái này. Ghê không? Gắn đầu tiên của mình nha. Tiếp tục luôn cả nhà. Này mình con cái nha. Cái thứ hai luôn cả nhà. Rồi người ta có tông lỏng rồi. Rồi bẫy này lành ít, lành ít mà giữ nhiều nè. Ý nó còn. Thôi còn. Ơi còn chuột luôn. Rồi, cái này không dính cả nhà ơi. Lúa luôn. Bẫy luôn nha cả nhà. Cái thứ ba của mình nha. Rồi cái này hổm đặt cỏ. Nhóc hết rồi giờ tông lỏng còn bẫy không? Ừ, còn. Ồ dính hũ hành cả nhà. Ồ con này cũng nhỏ. Ủa sao nặng dữ vậy? Ừ thì dữ. Ôi trời ơi trời. Ờ khủng khiếp rồi. Trời ơi con gắn. Hai biết hai con lận. Con bự lắm. Đừng la gần nhà. Hai con, ba con luôn má ơi. Ba con. Phải không? Ừ một con bự nè, con nhỏ nè. Con đậu dưới nữa nè. Trời ơi trời. Nè, con dưới nữa nè cả nhà. Đó, thấy không? Ở đây cái đầu nè. Đó, bên đây cái đầu nè. Bên đây cái đầu nè. Không tin lên một là ba con. Cứng ngắc luôn. Hết nổi. Quá đã luôn nha cả nhà. Dã man. Cứng đựng luôn. Lâu lắm rồi mới dính cái kiểu này nè. Cũng ghê không? Mới thấy cái gắn gì co vậy nè. Hết nói. Để chúng mình bắt sao nha cả nhà. Đã. Rồi im. Rồi. Cái lợp này hên nha cả nhà. Nè, quay cho cả nhà mình xem. Nó bị bung nè, bung chì cả nhà. Ghê. Ở đây gần nhà luôn á nha. Bắt là nhanh ăn đi nha. Năm rồi mình cũng dính cái bẫy ba con vậy nè. Mà hai con bự lắm. Còn có kia nhỏ, còn cái này nó không có đều. Này, à, con này chút xíu nè. Này là cái lợp thứ ba luôn á. Cái này thuộc dạng như cái sao anh Tân? Sao? Mẹ dắt con đi chơi nè. Ừ. Đi tận khu hả? Trời ơi.
con này vô bích lụp luôn. Trời ơi, con rắn. Nè nè. Quái vật nè. Thì ghê không? Rồi bò lẹ vô. Ghê lắm nha cả nhà. Dữ lắm luôn à. Sướng rồi, sướng. Ý, con ngựa nó phóng lên. Con mẹ ra còn hai con. Đó, hai con nè. Cái đống củi quyền thổi. Có xe tới, có xe tới. Bấm dừng luôn đi, bấm dừng luôn đi. Rồi, tiếp tục luôn cả nhà. Sớm mình đang bắt á, cái con người là đi lại. Mình bấm dừng luôn, cả nhà thông cảm giùm mình nha. Này này đặt gần gần nhà không à. Tấm lỏng như nè, đậy lại. Không có gì hết trơn. Rồi, có hàng luôn nữa nè cả nhà. Dính hôn lụa. Cái lợp này hổm chó giặt banh chành, mình sửa lại. Đặt dính liền nữa. Nè, phân nó nè, thấy không cả nhà. Đó, không ngựa nữa. Bốn cái dính liên tục. Ê, bốn cái dính ba cái. Mà ba cái dính ba cái mà năm con. Ghê không cả nhà. Rồi để mình đặt lại một cái nha cả nhà. Rồi anh Tứ bắt con rắn luôn nha. Sớm mình thăm mấy cái á cả nhà, mà gần cái chỗ ta hát karaoke á. Nên mình thăm mấy cái mà mình không có quay lại được cho cả nhà mình xem nha. Cũng hai con đó nè. Mà con này thì chuột cắn mấy ngày hết rồi cả nhà. Thấy không? Con này thả luôn nha cả nhà. Thả luôn. Thả con đó nè. Quay vô cái lợp á. Đây còn con nha. Mà đem cái túi lưới nhỏ quá. Sớm quên đúng lấy cả nhà. Lưới chút xíu. Mà giờ khó bỏ gắn vô chứ gì. Nhỏ chứ bự. Con này cũng bị cắn sần sùi hết trơn. Chuột nó nhâm mà. Rồi thôi bỏ vô để tới 7 mình quay tiếp nha cả nhà. 7 luôn nha cả nhà. Trời ơi chó tặc à. Đó. Rồi, mấy cái bẫy trong đây chắc bị ảnh giật hết rồi quá. Cái này cũng ngon lắm cả nhà. Rồi cái này chết gắn nè. Hả? Chết, kẹt đầu chết nha cả nhà. Ủng quá. Trong đây mình có một cái nha cả nhà. Cái này biết sao đây nha. Cái này cũng ngon lắm. Như cái địa hình này hồi năm rồi mình có đánh rồi cả nhà. Rồi cái bẫy bị chó giật hay gì rồi. Lăn lộn gì đây. Rồi dính hổ hành. Sao không? Hổ hành nhỏ nè cả nhà. Hả? Lập lập. Ừ, cái lập lập. Đã không? Rồi, để chút mình ra mình bắt sao nha cả nhà. Để mượn em nó bắt gắn luôn nha cả nhà. Hổ hành này cũng nhỏ chứ không bự. Con này khoảng chừng 800 gram nữa đựng ký. Chứ con này khoảng 2 lạng mấy nha cả nhà, cũng ngon lắm nha. Nói chung là mình săn bắt mà có dính là mình vui lắm rồi. Rồi để mình phành bao ra để cho em nó bỏ vô cả nhà. Cái này em đi túi lưới nhỏ mà dính vậy đó. Ghê không? Anh em mình mới vô tới đây thăm mà cả nhà. Mà trời mưa quá trời luôn, đang mưa nè. Anh em mình đang đục mưa nha cả nhà. Thì chắc mình kết thúc clip luôn, cái mưa này nữa rồi chắc không có quay được gì nữa đâu. Đó, rồi em soạn ra cái. Mưa này là vô phương quay rồi cả nhà ơi. Cả nhà cũng thông cảm giùm mình nha, còn có ba cái bốn cái nữa là hết đó cả nhà. Đó, thấy bao gắn không?
Đây, thành quả của mình là đó, được như đây nha cả nhà, ngon chưa, quả đã luôn á. Rồi, thôi mình xin kết thúc clip tại đây luôn nha. Thì cả nhà xem thấy hay thú vị á, cả nhà nhớ cho anh em mình một like và một đăng ký nha, mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Này gắn thì nay chạy nói chung là khủng khủng á. Rồi một cái lợp dính được 3 con, một cái lợp dính 2 con mà chết hết một con, chết hết một con, còn một con là chuột cắn mình thả luôn nha cả nhà. Rồi thôi mình chào cả nhà luôn nha, hẹn gặp lại cả nhà trong clip sau nha. Thì chào cả nhà nha. Rồi bye bye cả nhà luôn nha.